Thưa quý vị, sau 20 năm trải qua nhiều khó khăn thử thách gắn bó với nghề nuôi cá giống, đến nay gia đình ông Phan Văn Tư ở xã Long Cang, huyện Cần Đước đã có trong tay trang trại nuôi cá rộng khoảng 8.000 m2 và cho thu lãi hàng trăm triệu đồng một năm. Với hai ao nuôi khoảng 8.000 m2, ông Tư đang ươm và nuôi bán trên 15 loại cá giống như cá chép, cá trà, rô phi, tai tượng, điêu hồng và cá hường. Và theo lão nông này, để nuôi cá giống đạt tỷ lệ sống cao, đòi hỏi người nuôi phải chọn nhập nguồn giống ươm nuôi tốt. Kế đến là quản lý chất lượng nguồn nước trong ao, phải cân bằng độ pH và chủ động phòng trừ các bệnh trên cá. Thường thường nó cũng bị sưng mang, rồi nó lẻ lỡ mình, rồi nó cũng chết, rồi mình mua thuốc bảo vệ thực vật đó, mua thuốc mà thú y đó, giờ bắt đầu mình cho nó ăn. Thì thời tiết năm nào nó thuận mưa rồi dồi dào thì năm đó đang làm nó dễ hơn cái mấy năm mà hạn thì nước nôi nó hơi khó chút. Với việc chuyển đổi diện tích vườn tạp kém hiệu quả sang đào ao nuôi cá đã giúp gia đình ông Phan Văn Tư từng bước vươn lên làm giàu tại quê hương. Không chỉ ươm cá giống, ông Tư còn nuôi cá thương phẩm để bỏ mối cho các thương lái trong và ngoài huyện. Thì cũng được, thì nó nằm từ khoảng 70-80 ngàn, 50-60 ngàn ký rồi đó. À, tùy theo loại, tùy theo tháng. Tháng mà nó vô vụ nó đắt thì nhiều, còn tháng ít ít thì khoảng chừng tấn, khoảng vậy đó. Có thể có tháng hơn. Trên 30 năm gắn bó cùng nghề ươm cá giống, vợ chồng ông Tư nhận được nhiều bằng khen, giấy khen về nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của các cấp các ngành. Thế nhưng, điều ông bà cảm thấy hạnh phúc nhất là có điều kiện nuôi các con tốt nghiệp cao đẳng đại học, có việc làm ổn định, xây dựng căn nhà khang trang.